Cái đằng kia đi lại. Mới mà. Bao nhiêu thì vay mượn bà con cô bác, người còn thì của con. Bây giờ dù có chết tôi với bà phải cứu lấy con. Giả như tôi có thể bệnh, tôi có thể đau thai cho con tôi, ông trời ơi tại sao không trừng phạt tôi đi mà lại trút lên con gái của tôi như vậy chứ? Trời ơi, theo như kết quả kiểm tra cho thấy thì chỉ số tương thích giữa thận của chị và con gái của chị thì nó rất là phù hợp. Vậy hả bác sĩ? Nhưng vấn đề ở đây là chi phí phẫu thuật và tình trạng máu của chị. Dạ, cái đó thì không sao đâu. Chỉ cần cứu được con tôi, làm gì tôi cũng làm hết. Bác sĩ à, bác sĩ làm ơn xếp lịch mổ sớm cho cháu Lan giùm tôi nha. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi hiểu tâm trạng và hoàn cảnh của chị, tôi sẽ cố gắng mà. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Xin phép bác sĩ.
con đừng có lo lắng nữa mà ảnh hưởng tới sức khỏe và việc học tập. Sao mà con không lo được hả ba? Con biết không, ngày xưa chạc tuổi con á, ba mẹ thích học lắm. Nhưng vì ông bà nghèo, tiền không có ăn, lấy tiền đâu mà đi học. Ba mẹ chỉ sinh có mình con à. Chuyện con bệnh á, thì cũng nằm ngoài ý muốn của ba mẹ. Nhưng vì lý do bệnh á, mà con buông xuôi tất cả, con nghĩ có đáng không? Ba mẹ sẽ cố gắng hết sức để trị bệnh cho con, với hy vọng rằng con sẽ làm những điều mà ngày xưa ba mẹ chưa làm được. Xin mời bệnh nhân Kim Loan. Bao nhiêu khám bệnh con? Mời chú với em thằng đây. Ba sao vậy? Ủa, ông à, tôi không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Sao tôi nhìn bà không được khỏe nha? Hay bà xin công ty cho nghỉ đi. Thôi, bây giờ tìm gì khó khăn, người ta biết mình không khỏe, người ta không mướn mình nữa rồi lấy tiền đâu mà sống. Trời ơi, tôi chạy không đâu, hôm tôi lui dưới được mà. Thôi đi, ông chạy cả ngày ngoài đường kiếm được bao nhiêu đâu chứ. À, tôi quên hỏi nữa, ông đưa con Loan đi khám, bác sĩ nói làm sao rồi? Thì cũng vậy thôi. Alo. Dạ. Dạ tôi biết rồi. Dạ cảm ơn. Bà ơi. Gì vậy ông? Bệnh viện báo là có người hiến thận cho con mình rồi. Bây giờ mình chuẩn bị tiền thôi, là đưa con mình đi phẫu thuật được rồi. Tiền thì mình có đủ rồi. Tôi có sổ tiết kiệm, vậy lại tôi vay mượn thêm nữa đó. Vậy là con mình được cứu rồi. Tôi vui quá bà ơi. Anh chị cứ an tâm nha. Sao vậy? Tôi không sao. Qua đây ngồi đi. Tôi không sao đâu. Xin chúc mừng anh chị, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Xin chào mọi người. Dạ, chào sếp. Giới thiệu với mọi người, đây là nhân viên mới của công ty chúng ta. Dạ, em xin chào mọi người. Em tên là Kim Loan. Bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ làm việc tại công ty của mình. Trong quá trình làm việc, em mong nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ mọi người ạ. Dạ, nếu có gì sai sót, em mong các chị có thể đóng góp cho em để em có thể hoàn thiện bản thân mình hơn ạ. Em xin cảm ơn. Mời cô. Dạ. Xin chân thành cảm ơn anh. Tôi mong sự hợp tác lần này sẽ mang lại thật nhiều thành công và mang lại thật nhiều lợi nhuận cho công ty của chúng ta. Cảm ơn anh một lần nữa ạ. Vậy nha, cố lên. Dạ. Ba mẹ, đây là số tiền mà con đi làm dành dụm được bấy lâu nay. Bây giờ con gửi lại cho ba với mẹ. Ba với mẹ ra ngân hàng chuột sổ đỏ nhà mình về nha. Mẹ, ta giữ nha.
con gái của mẹ giỏi quá. Nhưng mà làm gì làm, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó. Sức khỏe mới là quan trọng nhất, biết chưa? Dạ, con nhớ rồi. Ủa? Bà ơi. Ông, đi đâu vậy? Tôi bàn cơm cho bà nè. Trời ơi. Bà, đừng có làm ráng gì không? Lúc nào mệt á thì ngồi nghỉ. Tôi biết rồi. Thôi ông chạy xe đi. Ừ. Nè, đừng có ham làm quá nha. Giữ gìn sức khỏe đó. Thôi đi đi, chạy xe cẩn thận nha. Ừ. Dạo này tụi nhỏ chạy ẩu lắm đó. Rồi, tôi biết rồi mà. Mời bà. Xin lỗi gia đình, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Vì chị nhà chỉ còn một quả thận và thường xuyên bắn máu, cho nên bác sĩ cứu mẹ con đi. Anh và cháu hãy mạnh mẽ lên. Mẹ nói cho con biết đi. Bác sĩ nói mẹ như con một quả thận là sao á ma? Mẹ còn thường xuyên bán máu nữa. Có phải ba ơi, có phải là ba? Đúng rồi con. Mẹ con cũng giấu ba đi bán máu. Số tiền đó mẹ con mở một cuốn sổ tiết kiệm, nói là sau này sẽ làm của hồi môn cho con. Nhưng khi biết con bị bệnh, mẹ con mới dùng số tiền đó để làm chi phí. Vì mẹ con biết tính của con, nếu mẹ con nói ra mẹ con hiến thận cho con thì con sẽ không đồng ý. Nên mẹ con có dặn ba và bác sĩ là phải giấu con. Ba ơi, ba sao ba không nói cho con biết? Ba ơi, tại sao ba lại giấu con vậy ba? Không có mẹ trên đời này, cuộc sống của con không có ý nghĩa gì nữa hết hả ba? Ba ơi, sao ba lại giấu con sẽ phải ăn năn dày vô suốt cả cuộc đời này đó ba. Con đừng như vậy nữa. Tâm nguyện của mẹ con khi còn sống là muốn con lúc nào mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Có như vậy thì mẹ con mới mỉm cười nơi chính suối. Hiện tại trong người con á đang mang một quả thận của mẹ, đó là món quà của tình yêu bao la mà mẹ dành cho con đó. Con phải cố gắng mạnh mẽ lên. Mẹ ơi, mẹ bỏ mẹ là con rồi nhờ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
Bỏ tôi đi.